xin chào hai vợ chồng. Vợ chồng em á là sống theo cái gu là ít khi nào nhớ những con số lắm. Không, chỉ có anh không nhớ thôi. Đâu có dính dáng gì đâu mà hai bạn gặp nhau mà yêu nhau vậy? Đúng rồi, để ở ngoài em không có thu hút rồi. Thu hút lắm. Ngái. À bây giờ cái tiếng đó là cái tiếng báo chuông tin nhắn với lại cái tiếng chuông điện thoại của em luôn á. Mà ổng chơi không phải một game, ổng chơi một lần 2-3 game. Quá đáng quá nhiều người. Anh ghi cái chữ gì vậy? Thiên đường á chị, cái tên khách sạn tên là Thiên đường. À đúng rồi đúng rồi, cái khách sạn đó tên là Thiên đường á chị. Khách sạn Xin chào đón quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Trước khi mà phỏng vấn những cặp vợ chồng đăng ký tham gia chương trình trong cái mùa dịch này á, tôi muốn phỏng vấn MC MC Bất Đắc Dĩ này trước nha. Thám Tử Tiết Cương đâu rồi, xuất hiện coi. Trời ơi, vụ gì vậy, hôm nay đổi mới nữa hả? Trời ơi, nay ngầu dữ vậy, bộ đồ này thế đâu vậy Tiết Cương? Đâu có, mình là thám tử, mình phải làm cho nó ngầu vậy mình mới ra dáng, đúng không? Mà hôm nay các tường nhìn Tiết Cương đúng giống thám tử không? Quá dữ luôn, quá dữ luôn. Xin chào quý khán giả. Vết của mình đây, đồ vết của mướn. Đồ vết gì? Áo đây, áo ba đường xuyên mà. À là áo ba đường xuyên đi mướn hay là của anh? Tôi làm thám tử tôi phải sắm sửa trang phục để cho nó giống với thám tử, không mình phải ra nghiêm túc, thám tử chuyên nghiệp thì mình mới có thể điều tra, mình mới có thể khám phá, mình có thể rình rập, rình mò. Công việc khó hơn nha Tiết Cương. Hôm nay cái này là Tiết Cương mới giải quyết nhanh chóng. Em á vừa nhận được một cái email SOS cần giải quyết liền của một người vợ đó, người ta gửi đến chương trình. Để bây giờ em sẽ đọc vài câu cho anh nghe nha. Gửi đến hai thám tử Tiết Cương và Cát Tường, vấn đề của gia đình em rất là nghiêm trọng và em xin mời các thám tử hãy làm ơn giúp cho một cái người vợ khốn khổ này. Chà, các tình hình nghiêm trọng lắm đây, ghê gớm quá, đang rất cần phải khám phá mới được. Và ngay bây giờ chúng tôi rất tò mò, mà tôi biết quý vị khán giả cũng rất tò mò, cái gia đình nào, cặp vợ chồng ra sao, cái gì mà cô vợ khốn khó, nghe nó gây cấn quá vậy. Xin mời quý vị hãy cho chúng tôi kết nối với cặp vợ chồng của ngày hôm nay. Wow, xin chào hai vợ chồng. Em chào chị Tường, em chào anh Tiết Cương ạ. Rồi, hai bạn ở nhà mùa dịch này khỏe không? Trong một cái kỳ nghỉ thì đang bị kẹt ở dưới quê. Không có ở tại nhà ở trên thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cái áo sao mà xương xa hột lộ, mắc cười quá vậy? Dạ đây là cái áo của mẹ em á anh. Tại vì mỗi lần mà về quê chơi thì em thường không có mang những cái đồ nó mang tính chất công việc. Em chỉ mang những cái đồ mặc ở nhà thường ngày thôi, cho nên là không có đồ để lên xóm. Cuối cùng là mẹ em mới cho em mượn cái áo này. Trời đất ơi, thấy cưng cười không? Rồi, ủa hai em là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, lấy năm 2019 không? Khoảng 3 năm, 3 tới 4 năm á. Gì dữ vậy? 3 tới 4 năm. Có, mới lấy hồi 2019 á. 2 năm á chị, tính tới bây giờ là được 2 năm. Lấy nhau mà còn ngồi đếm cái cãi trời. Mới vô thấy nọ bộ lủng củng rồi nha. Vợ chồng em á là sống theo cái gu là ít khi nào nhớ những con số lắm. Không, chỉ có anh không nhớ thôi. Em chỉ nhớ những con số mà nó chi tiết thôi, chẳng hạn như ngày sinh nè, số điện thoại nè. Chưa gì trơn em thấy nhức đầu rồi đó cái cơ. Chà Ngọc á là diễn viên, còn Tống Hạo Nhiên là ca sĩ, thì anh thấy hai cái nghề nó cũng là chung nghệ thuật, nhưng mà đâu có dính dáng gì đâu mà hai bạn gặp nhau mà yêu nhau vậy? Dạ thật ra thì em là người tán tỉnh vợ em trước, mà lúc đó là em cũng đang rất là thích cái team của bạn, làm việc team của Quỳnh Lập á. Em cũng rất là mến mộ Quỳnh Lập, cho nên là muốn cộng tác với Quỳnh Lập về cái những cái khoản sản phẩm âm nhạc, cho nên là mới vô tình là vô tình thấy được cái cô ấy, cô này ở trong một cái Facebook, mà cái nụ cười của ấy tỏ sáng quá, cái nụ trong hình á thì nó rất là
gọi là thu hút mình á, nhiều nhìn cái mình thích liền. Trong hình rồi ở ngoài em không có thu hút mà. thu hút lắm đó. Rồi bắt đầu em mới tán tỉnh cô ấy, nhắn tin rồi làm quen rồi hỏi thăm công việc rồi các thứ. Giờ Ngọc kể lại một chút xíu coi cái hành trình mà ông theo ông tán tỉnh mình, ông cua mình đó bao lâu là dính. À, hình như em nhớ không lầm là ảnh cua em trước Tết Nguyên Đán. Rồi đúng ngày em đồng ý là bạn gái ổng là ngày mùng 10 mùng 8 tháng 3 á chị, quốc tế phụ nữ á chị. Là cái đó là cuộc mốc quen nhau của hai đứa luôn á. Tết là thường thường là tháng 2 rồi mà tới quốc tế phụ nữ là tháng 3, là 8 tháng 3 là có 1 tháng à, sao em lẹ quá vậy? Ngày đẹp trời em đang ở dưới quê thì ảnh nhắn tin Facebook cho em, thì em nhìn cái tên Facebook của ảnh á thì em nói là ủa, Tống Hạo Nhiên nghe quen quen, tại vì em nhớ trong nhà em có cái đĩa nhạc của ảnh. Anh hai của em nghe đĩa nhạc Xuân á, là anh Nhiên là chuyên hát nhạc Xuân, thì anh hát với ca sĩ Giang Hồng Ngọc á, thì có cái đĩa của ảnh. Xong rồi em mới lục lại em nói à, thì cái anh ở trong đĩa này đang cua mình. Rồi từ đó em mới nhắn tin qua lại, nhưng mà cái cảm giác của em là rất là ghét ảnh. Tại vì em ghét cái kiểu cua gái đó dữ lắm. Vậy chứ em thích cua kiểu gì? Rồi ghét thì mắc gì tự nhiên chịu cứ gả cho người ta. Tại vì từ ghét đó, người ta nói là ghét của nào trời trao của đó đó chị. Hai người là biết nhau trên mạng rồi, cái lần đầu tiên gặp mặt là anh chàng này tới xin tới gặp mặt em hay sao? Dạ đúng rồi, lần đầu gặp mặt là em đang tập tuồng ở ngoài phố đi bộ, thì thời điểm đó bạn của em đang thi một cái em show, thì lúc đó là diễn viên Lê Trang á đang thi một cái em show, thì em có phụ diễn. Trong lúc tập thì em thấy có một chiếc xe đi lăn màu đỏ chạy vòng vòng phố đi bộ, mà chạy khoảng 20 vòng vậy á. Xong em nói ủa sao cái người này rảnh quá, người ta đi thí dụ muốn thể dục thì người ta phải đi bằng bộ, đi bằng chân chứ tự nhiên chạy xe. Xong cái em mới để ý, em nói là à chắc là cái anh này rồi, tại vì anh đang nhắn tin với em luôn, thì anh nói là anh mới đi tập gym về. Thì em nói à chắc là đeo cái vỏ tập gym mà chắc là cái anh này là anh Tống Hạo Nhiên rồi. Thì một hồi nữa thì anh tắp xe vô bắt đầu nói chuyện qua lại rồi chào hỏi. Xong rồi anh ở đó anh đợi em tập tới 1 giờ sáng luôn. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao cưới nhau, ghét người ta mà cuối cùng là cưới. Thật ra thì cái ý định cưới của em á là cũng... Không, trước đó là quen là tụi em đã về chung một nhà rồi à, em đã sống chung với nhau. Dạ. Trời ơi cô Ngọc, cô cho chồng cô kể đi cô, thấy không? Chồng cô mới mở miệng ra cái là cô dành hết trơn cái trời hả? Thật ra thì hồi ngày xưa đó em là ở em có một phòng thu riêng. Còn cô ấy thì cô ấy mướn nhà một căn nhà riêng. Rồi hai đứa là chỉ biết là anh chỉ biết là khi mà làm diễn viên á thì cô ấy phải thức đêm mà tập đêm rất là nhiều. Rồi nhiều khi cô ấy về tới 3-4 giờ sáng mới về. Tại vì tập đêm xong rồi bắt đầu về là tới 3-4 giờ sáng. Mà nhà thì rất xa, mà mỗi lần như vậy là cô ấy không dám về. Cô ấy ra McDonald's, cô ấy ngồi. Cô ấy ra ngoài quán cà phê, cô ấy ngồi tới sáng bửng luôn. Khi mà cái chỗ cô ấy mà ở đó, mở cửa rồi đó, thì cô ấy bắt đầu đi về. Em thấy nhiều khi đi chơi chung với cô ấy xong, đi tập chung với cô ấy xong, rồi em thấy những cái điều đó. Thôi bây giờ hai đứa mình gọt gạo xuống chung đi, ở chung đi, rồi có gì anh đưa em về. Rủ em. Trước đó là em muốn cưới rồi, nhưng mà tại vì cô ấy chưa có chịu. Tại vì cô ấy nói là chưa có chuẩn bị và còn muốn hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, cho nên là chưa có cưới. Và trong một cái game show, của tụi em đi quay chung á, cho nên là em mới sẵn mượn chương trình đó và em ngỏ ý cầu hôn luôn. Thì cô ấy đã đồng ý. À. Tại đông người quá. Tại bữa đó ekip đông quá, em từ chối, em sợ anh quê. Này, biết nắm bắt thời cơ ha. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Rồi, từ lúc đó về đến đây, ở đến đây, đang ngồi dưới quê mặc đồ ngoại nè. Đó, là bao nhiêu lâu nữa? Là biết tổng cộng mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Mình biết nhau là 6 năm rồi. 6 năm đến giờ, khoảng 6 năm. Cái bề dày quen nhau cũng dài như vậy. Bây giờ mình sẽ thử hai vợ chồng coi là cái phần hiểu ý nhau, có hai vợ chồng này hiểu nhau được bao nhiêu phần trăm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn đó là: tật xấu nào của chồng mà vợ hay cằn nhằn nhất? Em biết lắm, em biết dần luôn chị ơi. Xin mời, kết quả. Ngái. Hay không, thấy cái chuyện ngái á, cái này là cái ngoài ý muốn của Nhiên, chứ Nhiên đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà em giống như là cái gì thì nó cũng có cái giới hạn á, tức là em đã cho cái giới hạn là từ đó cho đến cái âm lượng đó thôi. Còn vượt quá cái âm lượng đó là em không chịu nổi nữa, thì em bị bực bội trong người em á. Đó,
có khi nào ghi âm lại không? Có ghi âm không? Là trời, có ghi âm lên. À bây giờ cái tiếng đó là cái tiếng báo chuông tin nhắn với lại cái tiếng chuông điện thoại của em luôn á, tức là cái đó nó nhạy lắm. Chuông iPhone nhiều khi em không nghe, nhưng mà cái tiếng ngáy của chồng em là em giật mình, em dựng đầu vậy liền rồi. Ghê vậy? Đâu tao nghe chứ coi gì ghê vậy? Quá sợ luôn á. Ghê quá, em nghe lại còn sợ nữa đó. Tí Cương ngủ có ngáy không Tí Cương? À, Tí Cương ngủ thì không có ngáy, nhưng mà Tí Cương nghe tiếng ngáy của em Tống Hậu Nhiên thì thấy điều này rất là bình thường, bởi vì tiếng ngáy nó rất là êm, nó giống như là một cái điệu nhạc du dương. Dạ, không em... anh ơi, không không, cái đó là anh đang nghe buổi trưa. Cái ngủ mà giấc ngủ 8 tiếng á, anh tưởng tượng cái giấc ngủ 8 tiếng thì nó sẽ không có êm như vậy đâu. Nó sẽ có những cái cung mật, là nó có mấy cái tiếng khọt nữa. Giống như đang ngủ, mình đang ngủ là rồi thôi chấp nhận đi, hai vợ chồng dù sao cũng trùng khớp với câu số 1 này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Rồi câu số 2 là chồng sợ vợ làm điều gì nhất? Rồi chưa? Rồi xin mời vợ bản lên luôn. Nấu ăn. Vậy là sai rồi. Gì cũng sợ. Gì cũng sợ. Ổng ghi là cái gì cũng sợ. Quá đáng quá nhiều người. Em quá đáng thiệt luôn á. Bình thường cũng không có làm gì hết trơn á, em cũng thấy nhìn cổ cũng sợ nữa. Nói chung là vợ em làm cái gì em cũng sợ. Dạ. Như vậy là cái câu hỏi này không trùng khớp nha. Không trùng khớp. Chúng ta tiếp tới câu hỏi thứ ba. Tôi nghi, tôi chắc chắn là hai người không nhớ nè. Có lắm nha. Nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng dành cho nhau diễn ra ở đâu? Đó đó đó. Không có được liếc nhau nha. Tự ghi nha. Anh ghi cái gì vậy? Anh ghi cái chữ gì vậy? Thiên đường á chị, cái tên khách sạn tên là cái Thiên đường. À đúng rồi đúng rồi, cái khách sạn đó tên là Thiên đường á chị. Khách sạn luôn kìa. Trời ơi xuất sắc. Xuất sắc. Ghê thiệt. Bây giờ tôi hỏi Tí Cương câu này chắc chắn Tí Cương không nhớ nè. Tí Cương lần đầu tiên đi khách sạn với bạn gái là ở khách sạn tên gì? Không có trả lời được, tại vì từ đó giờ mình chưa có đi khách sạn với bạn gái. Trời ơi. Ghê ngoan quá anh. Trời. Vậy là quá hợp ý nhau luôn rồi. Ừ. Sơ bộ là chị thấy hai bạn là trẻ trung nè, nghề ngợp và nghề nghiệp cũng ở cái nghề nghiệp cũng hỗ trợ cho nhau nè. Không, nó cũng là đồng cảm. Bây giờ cái gì cũng hiểu nhau hết. Có cái gì nữa đâu mà đến với chương trình để gỡ rối cái gì trời. Rồi, bây giờ nè, ưu tiên cho em luôn. Mà điều á nói phải có sách mách phải có chứng nha Ngọc. Bây giờ em không vừa ý chồng em những cái điểm nào. Chồng em có cái gì xấu? Mời em. Thật ra thì trước khi mà em sinh cái nấm á, thì trong mắt của em á, chồng em là một người đàn ông hoàn hảo, toàn diện. Nhưng sau khi em sinh con thì em phát hiện ra chồng em cũng là một người đàn ông bình thường thôi, không có quá thường thánh như vậy. Không có phải là một người 100 điểm mà bắt đầu anh thuộc từ từ xuống. Cái điểm đó, cái thang điểm nó bắt đầu nó đi xuống thì nó bị vướng ở những cái khúc mà giống như là vấn đề về sao ta, về cái chuyện em tích cực nấu nướng trong mùa dịch, là em đã có thời tìm tòi, em lên YouTube em coi rất là nhiều clip nấu ăn, rồi em học công thức này công thức kia em nấu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian em phát hiện ra trong cái phần tâm huyết đó của em thì ngày nào anh cũng có cái bài anh post em ở trên Facebook hết trơn á, ngày mỗi ngày một post, và thậm chí có ngày em nấu hai món anh viết hai bài luôn. Và bạn bè của em nhắn tin cho em đó là tại sao mày không có phát hiện ra cái chuyện này, và cuối cùng ra là em nhớ ra một điều là em lóc Facebook của ảnh. Tại vì cái nguyên nhân lóc là lúc đó hai vợ chồng cãi nhau về cái chuyện chơi game của ảnh, xong rồi em mới lóc. Và từ lúc lóc em không biết, em tưởng là chắc là ảnh không có nhắc gì tới mình. Sau đó anh mới phát hiện là có một loạt bài dành cho em. Còn có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Dạ có chị. Ủa đâu rồi? Đây mọi người ơi, mỗi ngày một bài nha mọi người. Đây cái bài mà được nhiều view và nhiều share nhất, đây là bài bánh tay yến nha mọi người nha. Bánh tay yến của em, nhưng mà em thích không thích làm tay yến, em thích làm tay biến. Anh cũng đăng lên luôn. Nhật ký vợ vào bếp, tôi nhìn cái bánh mà tôi rớt nước mắt, cười rớt nước mắt quý vị à. Bánh tay yến
9 cái dấu chấm hỏi. Tôi tưởng cái đầu người ngoài hành tinh. Hashtag trà ngọc master chết. Chồng em nha mọi người. Cái gì? Master chết là cái gì? Cái từ người ta gọi đầu bếp đó, vậy là master chef. Là cái từ là vua đầu bếp người ta gọi là master chef, hoặc là chef of king. Còn anh gọi em là master chết. Master chết là cái gì? Thật ra lại muốn chia sẻ như thế này. Tự nhiên một ngày nọ, cụ thức dậy, cụ nói là hôm nay em nấu món này cho anh ăn. Cái em nói, ok, nấu đi, em cũng hào hứng lắm. Đến khi cụ nấu ra, đây em mở cái tấm hình đầu tiên cụ nấu ra một cái món bánh là em hết hồn luôn. Đây cái gì? Cụ nói. Đây đúng không? Đây là cái món bánh này. Cái bánh của người ta như vậy mà chê. Cái món bánh đó em không hiểu tại sao là... Cái bánh quy bơ, bánh đó là bánh quy bơ của nước ngoài bánh. Mọi người có nước... thể nào nhìn ra cái bánh quy bơ không mọi người? Và sau khi nấu ra bánh quy bơ, và sau khi nấu ra cái hình nó thành như thế này. Không, nhưng mà cho anh hỏi cái ngoại hình á của cái bánh nó nhìn là em không có cảm tình rồi, cái đó anh đồng ý. Mà còn cái chất lượng cái bánh em ăn thử em cảm giác như thế nào? Rất là ngon anh à. Bánh nó giống bánh quy nhưng mà nó ngọt. Miễn là mình ăn vô bụng ngon là được rồi. Người ta cũng làm bánh quy đồ cho mình ăn rồi mà còn chê gì nữa. Tôi là tôi ghi nhận phụ nữ mà đã bỏ cái thanh xuân nè, đầu tóc rối bời đi xuống bếp nè, rồi lên Google, YouTube sợ cách nấu nè. Mình phải ghi nhận cái tấm lòng của người ta. Có một món nữa chị. Em đố chị món này là món gì? Bánh ướt. Bánh ướt đó chị. Thôi rồi, cái vụ ăn thôi bỏ qua đi. Cái vụ ăn bỏ qua đi bây giờ. Còn cái gì nữa không? Đây à, em xin phốt chồng em thêm một cái tật nữa. Cái chuyện này em cũng thấy là hơi bức xúc. Là cái chuyện mà ảnh hay bấm điện thoại nhiều quá. Bấm một lần mấy tiếng đồng hồ mà bấm tới nỗi cái phòng là một cái nẻo, rồi cái phòng khách một nẻo, là ảnh đi chạy ra phòng khách ảnh ngồi, ảnh thấy ảnh sợ em ngồi trong phòng em phát hiện, ảnh chạy ra phòng khách ảnh ngồi chỗ cái bàn thờ ông địa, ổng ngồi chấn ngay cái bàn thờ ông địa nhà em, ổng cắm sạc ở sau lưng ông địa, xong rồi ổng ngồi ổng bấm điện thoại ổng chơi game, mà ổng chơi không phải một game, ổng chơi một lần 2-3 game. À nhưng có khi nào có phải chơi game không, hay có khi nào ngồi nhắn tin với cô nào không? Em chưa bao giờ có suy nghĩ mà nhắn tin với một người thứ ba khác giới mà về cái chuyện tình cảm hết á. Tại vì em mỗi lần mà nghĩ đến cái điều đó là em tưởng tượng có một cái cặp mắt đâu phía sau lưng em á. Em lạnh ó lắm chị, cho nên là thôi em thà là để cho nó tự nó... Anh nói em như dông vậy? Không có, tự nhiên anh lạnh ó vậy đó. Tự nhiên nói em như dông vậy? Sao đàn ông cái vụ này đàn ông hay mê game quá. Người chồng nào cũng bị vợ tố cái vụ mê game hơn mê vợ vậy. Cái chuyện em chơi game, nhưng mà tại vì cái khoảng thời gian này tụi em đang ở dưới quê, cho nên là có nhiều thời gian lắm. Bé nắm được ông bà ngoại rất là thương, bên cạnh đó còn có những cô gì trong nhà nữa. Thì khi mà chăm bé nắm rồi á thì vợ chồng em không có làm gì hết, ngoại trừ có đi tới đi lui hoặc là ngồi bấm điện thoại hay là lướt Facebook thôi. Thì cái khoảng thời gian đó em bắt đầu chơi game. Tại sao em đi nấu ăn? Tại sao chơi game? Tại sao em đi nấu ăn? Còn khi nào mà bắt đầu mà có công việc như là chăm cần thiết để lo cho bé nắm, chẳng hạn như chăm bé nắm ăn uống hay là thay tã hay là gì đó, tắm rửa, thì em vẫn có hỗ trợ được. Hay là đi mua đồ, em vẫn chạy đi mua đồ được. Thôi, tố chồng nhiêu đó cũng đủ rồi ha. Bây giờ tới ngược lại, bây giờ hôm nay thì Tống Hậu Nhiên có điều gì bức xúc về vợ của mình không? Thì cổ cũng không có gì mà làm cho em phải quá khó chịu, ngoài chữ cái tính là cổ hay nóng. À, có những chuyện mà nó rất là nhỏ, rất là nhỏ, giống như là cái chuyện là thay tã đi, chuyện thay tã cho con đi. Em nói là anh đợi xíu, anh đang bận công việc này xíu, đợi anh xíu, anh thay tã liền cho nó. Là cô nói thay liền cho em đi, nói nãy giờ là anh thay liền cho em đi. Đó là mà vấn đề là cái tính chất công việc của anh là anh chơi game. Anh chơi game thì em thấy phải giống như là em cảm giác là anh không có quan trọng cái việc chăm sóc con bằng cái game. Đối với anh thì nhỏ nhưng mà đối với em nó là một vấn đề lớn. Không phải là chỉ một cái thời điểm này mà là trước cái dịch đó, khi mà hai vợ chồng ở chung nó cũng có nhiều những vấn đề nó nhỏ thôi, nhưng có nhỉ qua đến cổ, con mắt cũng nhìn cổ nhìn đó thì nó lại lớn hơn và nó căng thẳng hơn. Thì em đang muốn là vợ em là cố gắng giảm bớt cái điều đó xuống, bình tĩnh lại một xíu, mọi xử lý mọi việc bình tĩnh lại một xíu. Thật ra đó mà nghe Nhiên chia sẻ đó thì chị hiểu được cái giai đoạn này của Ngọc là như thế nào. Cái này người ta có thể gọi thứ nhất á là trầm cảm sau sinh, thứ hai á bản chất là vốn bình thường á, người của Ngọc á bình thường là cũng là một người cá tính rồi, à mặt miệng bằng tay, tay bằng miệng rồi. Rồi bây giờ sau khi của sinh xong là rồi á, chị nói thì Ngọc đừng buồn, nhưng mà tại vì bản thân Ngọc có nhiều cái sự thay đổi về cái hình thể,
trong khi em là một cái người làm cái nghề là diễn viên, là mình xuất hiện trước công chúng, là mình luôn luôn muốn là mình được xinh đẹp. Nhưng mà em sau khi sinh thì em cảm giác hình như là em có vẻ hơi tự ti về bản thân, đúng không? Trong khi chồng mình nè, đẹp trai, rồi này kia, phong độ, cũng là một ca sĩ, thì xung quanh nhiều khi lại có nhiều bạn bè, khán giả ngưỡng mộ nữa. Thì có thể là Ngọc, mặc dù á là cái cách của em á, là em lúc nào cũng nói chuyện người ta tưởng đâu là em vui vẻ, nhưng mà thật ra em bị ức chế ở bên trong, mắc cái tâm lý sâu ở bên trong. Em có cái nỗi niềm gì của mình không, em cứ chia sẻ đi. Tại vì chị cảm nhận như vậy, là phụ nữ thì chị thấy như vậy đó. Thực sự là em chỉ muốn nói với những cái người mà họ có thể chia sẻ được thôi. Còn chồng em thì em lại không muốn nói, thì em cảm giác là nó không giải quyết được. Nó không có một cái hướng nào để giải quyết hết. Hồi trước thì em nói chuyện được, nhưng mà càng về sau này á, em nói chuyện với anh đổi lại bằng cái sự im lặng thì em sẽ không bao giờ nói nữa. Không phải là nhiều khi vợ em chia sẻ là em không nói, nhiều khi mà vợ em chia sẻ em cũng nói, và em cũng nói chung với vợ vô, mà em lại bảo vệ cái quan điểm của mình. Thay vì nói chuyện bình thường thì cổ lại hơi tăng cái volume lên, thì lúc đó em cảm giác là khi mà mình nói vào á thì cái câu chuyện nó lại chọc cho vợ mình tức lên. Nhiên, cái điều Nhiên nói là đúng hết á, nhưng mà Nhiên nên thông cảm cho vợ, và mình cần phải sự chia sẻ với vợ. Tại vì cái giai đoạn này là người chồng á, vai trò người chồng là cực kỳ quan trọng. Em phải ở bên cạnh vợ em, đâu ai hoàn hảo đâu. Chồng thì cũng có, không có cái tật này cũng có cái tật kia, vợ không cũng vậy nữa, mình đâu ai hoàn hảo. Đâm ra là mình hãy chấp nhận những cái cả những cái mặt tốt và những cái chưa tốt, chưa hoàn thiện của cái người bạn đời của mình. Chứ bây giờ mình muốn cái đối tượng mà nó hoàn thiện trong mắt mình muốn cái gì là có cái nấy, mình ước gì được nấy, thì kiếm đâu ra cái người đó? Nếu kiếm ra được người đó là chị Cát Tường bây giờ đã có một người đàn ông bên cạnh rồi. Rồi, thôi bây giờ vậy, mình nói cũng nhiều, mình tranh cãi cũng nhiều, mình tố nhau cũng nhiều rồi. Bây giờ mình lắng động, mình tình cảm một chút xíu đi. Hôm nay có chị Cát Tường nè, có anh Tiết Cương nè, làm nhân chứng cho hai đứa em nè. Bây giờ hai chồng nhìn nhau nè, đó, tình cảm với nhau một chút. Chứ nãy giờ tôi thấy toàn là bụp, chặt nhau qua không à. Qua cái cuộc, qua chương trình này và những cái chia sẻ của em, anh đã hiểu được cái vấn đề anh nằm ở đâu, và anh sẽ cố gắng thay đổi và sửa đổi những cái điều đó để cho em không còn khó chịu những điều đó nữa. Nhưng mà đổi lại thì em cũng cho anh những khoảng thời gian trống để anh khi mà em rảnh rỗi anh chơi game chút xíu. Nhưng mà còn vấn đề chơi game bao nhiêu lâu thì anh sẽ tự hạn chế mình lại. Bây giờ anh có một món quà mà anh đã làm và muốn chia sẻ với em cũng như chương trình. Xin mời chương trình nè. Hãy dùng 3 từ để miêu tả cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Nói chung là với cái cặp đôi Tống Hạo Nhiên và Trà Ngọc này, nó thiên biến giản quá về mối quan hệ lắm. Sáng gặp hai vợ chồng rất là vui, nhưng mà chưa trương cái là hai vợ chồng điều hiu lắm. Rồi chiều chiều giận nhau, rồi tối tối lại vui và hạnh phúc trở lại. Rất là khó chịu. 3 từ để miêu tả cuộc sống của hai vợ chồng Trà Ngọc với lại Tống Hạo Nhiên đó là vui vẻ nè, tích cực nè, không ồn ào. Cái thứ hai đó là em ráng giảm cân thành công. Anh nghĩ là vậy, tại vì anh thấy sau khi mà em sinh bé Nắm á, là em rất là tự ti về ngoại hình của mình. Em rất là tự ti khi mọi người bàn tán về ngoại hình của em, body shaming em. Em rất là stress về chuyện đó. Cho nên là bây giờ anh nghĩ là em nên giảm cân đi để cho em lấy lại được sự tin. Một khi em tự tin rồi thì những cái vấn đề khác trong cuộc sống của em sẽ rất là dễ giải quyết. Nên là khi mà anh Tống Hạo Nhiên xuất hiện trong cuộc đời Trà Ngọc và anh Tống Hạo Nhiên mang hạnh phúc đến cho Trà Ngọc, thì chắc chắn rằng là anh Nhiên đã chịu đựng. Lập Vinh sẽ dùng từ là chịu đựng và nhường nhịn rất là nhiều để mà có hạnh phúc như ngày hôm nay. Nhưng mà Lập nghĩ rằng là trong một cuộc sống gia đình hôn nhân á, nên có những điều đó, là mình chỉ cần nhường nhịn nhau một chút xíu thôi thì mình sẽ có được hạnh phúc mà mình muốn có trong thời gian hiện tại. Hello vợ, là chồng đây. Nhân chương trình này thì chồng cũng có một số điều muốn nhắn gửi đến vợ. Đó là chúng ta đã đi qua 1/3 của cuộc đời. Và sau khi vợ sinh xong, chồng biết là vợ có những thay đổi trong cơ thể, và điều đặc biệt là ngoại hình của vợ. Nhưng chồng muốn nói với vợ rằng những điều đó nó không quan trọng. Nó có thể quan trọng với xã hội này, có thể quan trọng với công việc vợ, có thể quan trọng với người ngoài. Nhưng với chồng, điều đó nó rất đẹp. Vợ hiện tại rất đẹp. Đẹp từ trong tâm hồn, chứ không phải là đẹp về ngoại hình. Chồng đã qua cái thời gian yêu cái ngoại hình của vợ,
thì đến một thời điểm nào đó người đàn ông họ không quan tâm đến cái đặc ngoại hình nữa, họ không yêu bằng mắt nữa, và từ mắt nó họ chuyển xuống trái tim, và bây giờ là thời điểm chồng yêu vợ bằng trái tim mình. Cho nên vợ đừng quan tâm đến ngoại hình của vợ. Với chồng lúc này vợ là đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Và điều cuối cùng chồng muốn nói là chồng và con luôn yêu vợ. Sao nhận được món quà này Ngọc cảm thấy như thế nào? Đây là lần đầu tiên luôn á, đây là lần đầu tiên sau 6 năm. Chứ là lúc em cậu một ảnh cậu hôn hay là lúc em đi sinh thì ảnh cũng có nói những cái lời nó nhiều ngọt ngào vậy. Thì đây là lần đầu tiên em thấy là ảnh thổ lộ một cách chân thành và nói hết những gì mình suy nghĩ ra cho em biết. Thì em cũng hy vọng thời gian sắp tới thì vợ chồng mình sẽ vẫn giữ được cái phong độ tích cực như bây giờ, và thay đổi bản thân mình chút xíu để hoàn thiện và để hạnh phúc hơn. Dạ, em cũng xin giới thiệu món quà. Món quà của em hôm nay em có chuẩn bị. Hồi sáng giờ em không có nướng bánh nhưng mà em có chuẩn bị quà. Dạ, đây à. Hả, chú Bích Cương vô tường nhanh lên. Đây, ăn xúc xích rồi mọi người. Hả đi, bánh tay là hả. Con hả đây, con hả. Mẹ nắm chào đi, con chào. Nắm chào. Khi mà Ngọc đưa bé Nấm vô khung hình nữa thì chị Tường thấy thật sự khi mà chị coi cái đoạn clip của Nhiên làm ấy, chị rất là xúc động. Và khi mà nhìn thấy luôn bé Nấm nữa, một cái hình ảnh gia đình nó đẹp như thế này, thì chị Tường nghĩ rằng là đó là cái điều mà hai em quá sức may mắn, quá sức hạnh phúc rồi, mà tụi em phải trân trọng. Chị Tường thay mặt cho chương trình nha, chúc cho cả gia đình của tụi em luôn luôn được nhiều sức khỏe nè. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hai vợ chồng sẽ quay trở lại Sài Gòn để chúng ta tiếp tục công việc sau đại dịch. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, chào chị Tường và chào anh Tiết Cương ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Tường, cảm ơn anh Tiết Cương. Và bây giờ, Tiết Cương và các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.